Hồi ký bộ đội đặc công, một thời rừng xác. Lời tác giả: là một trong những người chỉ huy đơn vị đặc công đã cùng với quân dân rừng xác anh hùng bám trụ, chiến đấu nơi đây suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vượt qua bao ác liệt hiểm nghèo, lập nên những chiến công đánh phá mục tiêu kho tàng bến cảng như kho bom thành Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè, pháo kích Dinh Độc Lập, Tòa đại sứ Hoa Kỳ, nơi xào huyệt của bộ máy chiến tranh xâm lược, đánh cháy, chìm hàng trăm tàu giặc các loại trên sông Lòng Tàu, nơi bến cảng. Trung đoàn 10 đặc công lập được những chiến công làm nức lòng nhân dân Nam Bộ và quân dân cả nước, mãi mãi là nỗi kinh hoàng cho quân xâm lược và đồng bọn. Nhưng những chiến công ấy cũng phải trả giá bằng máu của bao anh chị em, cán bộ chiến sĩ ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Họ chấp nhận hy sinh cho độc lập tự do và mãi mãi nằm lại trên mảnh đất sinh lầy sông nước này. Cho đến bây giờ, vẫn còn hơn 500 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy đã trôi dạt ra biển cả hoặc làm mồi cho cá sấu, cua kình. Tất cả những điều đó đã thôi thúc tôi cầm bút ghi lại đôi dòng về cuộc sống chiến đấu của quân dân rừng xác. Mấy chục năm qua, có một vài bộ phim, quyển sách, bài báo viết về rừng xác, nhưng sự thật cũng chưa nói hết được tất cả những gì cần phải nói về một chiến trường mênh mông sông nước quanh năm mặn đắng, vô cùng khó khăn khốc liệt, mà người lính phải ngày ngày phơi mình dưới bom đạn, chịu sự trà sát của B-52 dài thảm, của chất độc hóa học, về sự dũng cảm tuyệt vời, lòng yêu nước sắt son vô bờ bến của cán bộ chiến sĩ đặc công, của những ông cha, bà má, người chị, em gái nơi mảnh đất vùng ven thân thương này. Qua tập hồi ký một thời rừng xác, dù không phải là người cầm bút chuyên nghiệp, tôi chỉ xin ghi lại đôi điều, một số kỷ niệm, sự việc, chiến công của đồng chí, đồng bào. Sức mình có hạn, chắc chắn không thể nào phản ánh được đầy đủ những chiến công, kỷ niệm sâu sắc của đồng bào, đồng chí rừng xác. Nhưng mong anh chị em bè bạn bổ sung cho bản Anh Hùng Ca Rừng Xác thêm hoàn chỉnh, để cho các thế hệ mai sau lưu truyền và hình dung được phần nào về một thời cha anh đã đánh giặc. Là một người lính được hưởng cuộc sống và hòa bình, hạnh phúc từ sự hy sinh của đồng đội và nhân dân rừng xác, tôi xin có mấy vần thơ để nói lên tình cảm của mình. Bâng khuâng tấc dạ niềm thương nhớ, lộng gió trên sông đẹp bóng cờ, mãi mãi hiên ngang rừng xác đứng, mỗi người ngã xuống một bài thơ. Lê Bá Ước. Chiến khu rừng xác. Địa bàn rừng xác sinh lầy, ngập mặn quanh năm, sông rạch chằng chịt, từ sông Xoài Giạp vắt ngang qua quốc lộ 15, nay là quốc lộ 51. Từ Nhà Bè theo con sông Lòng Tàu, chảy ra đến cửa biển Vũng Tàu, với diện tích hơn ngàn cây số vuông, toàn là rừng đước, trà là, bần, mắm. Ngoài số ngư dân trong các ấp chiến lược bung ra bằng ghe xuồng làm ăn sinh sống với nghề hạ bạc theo dòng thủy triều lên xuống, hầu như không có sự sống của con người. Là một trận địa sát nách Sài Gòn Gia Định về hướng Đông Nam, nơi cơ quan đầu não, xào huyệt của bộ máy chiến tranh xâm lược, với con sông Lòng Tàu là cổ họng vận chuyển tiếp tế hậu cần cho hàng triệu quân Mỹ ngụy, mà đoàn 10 đặc công được Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam phân công làm nhiệm vụ thọc sâu áp sát, bám trụ bằng mọi giá chiến khu rừng xác để tiến công liên tục vào kho tàng, bến cảng, từ Cát Lở, Rạch Dừa đến Nhà Bè, Cát Lái, Thành Tuy Hạ, đánh sâu vào nội đô, khống chế, ngăn chặn con sông chiến lược này. Đương nhiên phải chấp nhận đương đầu với năm tiểu khu quân sự Gò Công, Long An, Gia Định, Biên Hòa, Phước Tuy và hai đặc khu Vũng Tàu, Nhà Bè. Chúng thường xuyên được sự chi viện đắc lực của lực lượng không quân dã chiến 3 Mỹ, sau là quân đoàn 2 Ngụy, kể cả các trận địa pháo lớn, pháo nòng dài của hạm đội 7 từ ngoài khơi bắn vào, sự phối thuộc của các lực lượng hải quân, các lữ đoàn lính thủy đánh bộ thiện chiến, hành quân đánh phá. Một cuộc sống và chiến đấu của hàng ngàn chiến sĩ hoàn toàn trên mặt nước sình lầy, phải tự túc mọi bề, người này ngã xuống, người khác tiếp tục tiến lên, chiến công nối tiếp chiến công, làm vang động cả một vùng thời đánh Mỹ. Sau 20 năm giải phóng, các đoàn tham quan của lãnh đạo, báo chí, của lớp trẻ khi ngồi trên tàu chạy ngược dòng sông nước mênh mông, nghe kể lại những câu chuyện rừng xác,
anh em đã phải thốt lên một cách chân tình. Thật không hiểu nổi hồi đó các anh, các cô, các chú đoàn 10 sống như thế nào mà đánh thắng địch. Thật là anh hùng. Tướng Westmoreland đã viết trong bản tường trình người lính, ở đây rừng sắt, lính Mỹ đã phải trải qua những điều kiện gay go và khác thường mà chưa một người lính Mỹ nào đã phải trải qua. Vì binh lính Mỹ phải đi tuần tra hàng giờ trong nước, nên các đại đội phải thay đổi thường xuyên, luân phiên nhau để tránh các bệnh ở chân và da. Binh lính ngủ trên các đệm bơm không khí, và đặc biệt trong lúc thủy triều lên cao, họ phải thức để khỏi bị ngập nước. Những cái sàn bằng gỗ cao hơn mặt nước thủy triều dùng làm bãi cho trực thăng đổ bộ. Đây là một cuộc chiến đấu kỳ lạ trong một cuộc chiến tranh kỳ lạ. Nói về các lữ đoàn lính thủy đánh bộ, Westmoreland đã viết, ba lính thường mới chọn được một. Những tên lính đã lừng danh trong những cuộc đổ bộ ở Thái Bình Dương và châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và một đoạn nói về Việt Cộng rừng sát. Từ lâu tôi vẫn sợ Việt Cộng đánh chìm những chiếc tàu lớn dọc đoạn đường 40 dặm của sông Sài Gòn nhằm chặn con đường thủy huyết mạch từ Sài Gòn ra biển. Con đường chính này trải qua một vùng rộng 50 dặm vuông gồm toàn đầm hồ, cây sú, cây vẹt và có hàng ngàn phụ lưu, một vùng gọi là rừng sắt, được coi là căn cứ lý tưởng cho Việt Cộng sử dụng đánh tàu bè. Sau Tết Mậu Thân 1968, Mỹ tổ chức phản kích, tập trung lực lượng hải quân với hàng trăm tàu các loại lớn nhỏ từ bo bo, khinh tấp cho đến thập ác hạm tàu chở lữ đoàn 199, đổ quân tiến vào sông Ông Kèo, bao vây diệt sở chỉ huy đoàn 10, đóng cách Sài Gòn khoảng 15 cây số đường chim bay. Để đảm bảo an toàn, vào đêm tối trước đó bắt đầu từ 19 giờ cho đến 7 giờ sáng, tất cả 6 lượt B-Sankanzer, tức là B-52 theo cách nói của dân Sài Gòn, từ đảo Guiam đến giải thảm bom tọa độ dọc từ Ông Kèo xuống Tắc Chợ, Bà Bông đến Ba Voi, thành vệt dài trên toàn bộ đội hình của trung đoàn. Thật khủng khiếp. Trong nội đô rung rinh tiếng chấn động. Cứ khoảng cách hai loạt bom B-52 vừa dứt thì chiếc máy bay hai thân OV-10 ì trên bầu trời mở máy phát kêu gọi liên hồi. Tử thần, cán binh đoàn 10 hãy chiêu hồi, chiêu hồi. Kèm theo tiếng đờn cò rên rỉ, tiếng trẻ nhỏ gọi ba ơi, ba ơi, tiếng vợ kêu thảm thiết anh ơi, về đi anh ơi. Anh chị em đơn vị dưới này vẫn bình thường, vui vẻ, coi như được xem một đoạn hài kịch. Lê Bảy ngồi xem đồng hồ, hễ sắp đến loạt bom, dùng điện thoại thông báo cho tất cả toàn tuyến và hầm trú ẩn đắp nổi khỏi mặt đất, vì không có chỗ nào cao giáo, xình lầy. Dứt đợt sóng xung kích, lại chui ra ngồi uống trà dưới ngọn đèn dầu leo lét, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Qua trận oanh kích này, phía không quân Mỹ với 6 đợt B-52 chỉ làm hy sinh 2 chiến sĩ ban quân y vì đi bắt cá để cải thiện, về hầm không kịp. Mờ sáng bắt đầu cuộc tiến công vào Ông Kèo, tưởng rằng theo lý thuyết quân sự Hoa Kỳ thì sau khi B-52 giải thảm chỉ cần cử sĩ quan tác chiến mang sổ tay vào ghi chiến tích, nhưng chúng đã lầm to, bị sự chống trả quyết liệt của đoàn 10 từ trong khói lửa, đạn bom vùng dậy. Sau 20 ngày bị vây đánh, đơn vị đã bắn cháy chìm 40 tàu chiến các loại có chở bộ binh. Tên chuẩn tướng Lữ trưởng Lữ 199 bị gãy cột sống khi mà trực thăng hạ cánh trên chiếc tàu thập ác, hứng một loạt đạn B-41 của đại đội 12, hàng trăm xác Mỹ chìm sâu xuống dòng sông Ông Kèo, làm mồi cho cá sấu đã từng nổi tiếng từ lâu. Bắt đầu với tiền lệ này, cá sấu rừng sát quen mùi thịt sống. Hễ nghe tiếng súng nổ là lao vào tìm mồi. Cá sấu đã quật đuôi, nhe hàm răng nhọn, nhai gọn hai trung đội trưởng Đặc Công Nguyễn Nghĩa và Trần Khét, những người cán bộ dũng cảm bơi lội như rái cá, và người chỉ huy đơn vị phải ra lệnh cấm chiến sĩ lội qua đoạn sông này để đảm bảo an toàn. Rừng sắt, một thảm nước xanh tồn tại qua hàng trăm năm, với nhiều thân cây dễ chẳng chịt, cao vút, tàn lá phủ xanh kín mặt sông, đến nỗi hành quân ban ngày bằng ghe xuồng qua các tắc Tràng Hàng, Ông Thọ phải đốt đuốc lên mới thấy đường. Nhưng sau những thất bại nặng nề trên sông Lòng Tàu, các bến cảng, địch phản kích điên cuồng, dùng máy bay giải chất độc hóa học nặng liều xuống toàn bộ khu rừng, mà đài BBC lúc bấy giờ bình luận, Mỹ sử dụng chất độc nồng độ cao để có thể đến 25 năm sau cây rừng sắt mới hồi phục. Chỉ còn lại cây đứng nguyên hình rụng lá, anh em phải đắp
hầm nổi, ngụy trang bằng màu cây khô để trú ẩn. Đến lúc cây mục ngã rụi xuống còn trơ mặt nước mênh mông, thì tìm những chòm cây mới mọc cao đến đầu, đưa công sự lên theo đến đó. Làm sao trên mặt nước ăn ở sinh hoạt? Không như sự tính toán của Mỹ, chỉ vài năm thì cây nước đã hiên ngang trồi lên, màu xanh lại tiếp tục che phủ cho bộ đội, chứ không chờ đến 1/4 thế kỷ. 4 năm phản kích ác liệt từ 1969 đến 1972, địch hòng trục xuất lực lượng đặc công Việt Cộng ra khỏi rừng xác. Với ưu thế máy bay, tàu chiến, trực thăng, đầm già, quần đảo oanh kích suốt ngày đêm, hễ phát hiện ra vật gì nổi trên mặt nước, hoặc ban đêm có vẻ trắng bọt nước, dấu hiệu của xuồng ghe đi qua, thì lập tức bắn phá suốt cả tiếng đồng hồ vào một khu vực. Anh em phải nhận chìm ghe cho qua cơn lửa đạn, lại lắc xuồng trèo đi tiếp. Trong mỗi cuộc càn có đến hàng trăm tàu hải quân đủ loại quần nhau khắp sông rạch, làm mặt nước nổi bọt như cơm sôi. Đến năm 1970, toàn bộ phương tiện di chuyển của đơn vị bị phá hủy. Tất cả đều phải hành quân bộ trên sình lầy, gặp sông rạch thì bọc ni lông vượt qua. Cả diều thương binh hàng chục cây số cũng chỉ bằng tấm ni lông, nóc dài 2m5, túm hai đầu với hai chiến sĩ bơi lội giỏi kéo về trạm xá cấp cứu. Đơn vị phát động một đợt thi đua bắn máy bay thấp qua một tháng, hạ 12 trực thăng Ong Ruồi OV-6, buộc chúng phải nâng tầm bay lục soát lên cao. Nhưng ta vẫn phải chấp nhận thương vong hơn 30 đồng chí vì bị phản ứng nơi chân địa sình lầy không đường rút. Mỗi khi thủy triều lên, để đưa tàu vận tải quân sự hàng vạn tấn lù lù từ Vũng Tàu vào Nhà Bè, thì mờ sáng các loại tàu già, tàu quét, gầm rú ầm ĩ chạy cặp hai bên bờ sông nhằm cắt đứt tất cả dây điện thủy lôi của Việt Cộng, đề phòng bị phục kích, đầm già trực thăng giả soát yểm trợ cho tàu đổ bộ chốt quân án ngữ các nơi nguy hiểm, rồi phá bắn dọn đường và các nơi nghi vấn. Ngày nào cũng như ngày nào, bài ca án ngữ này vẫn cứ thực hiện đầy tốn kém. Thế mà tàu chiến, tàu vận tải vẫn bị chìm liên tục, làm đau đầu lầu năm góc. Biết rằng Việt Cộng sẽ phải hành quân từ phía sau lên áp sát Sài Gòn, tiến công vào Dinh Độc Lập, tòa đại sứ Mỹ, nên địch triển khai người nhái, biệt kích, các loại tàu sắt tắt máy thả trôi, ém trước ở các vàm tắc như Rạch Lá, Tắc Hồng, Tắc Cỏ, Bà Bông, gây khó dễ cho anh em rừng xác và cũng đã làm tổn thất khá nhiều về người, vũ khí. Tỷ lệ thương vong trong hành quân tác chiến thường cao gấp chục lần một trận đánh đặc công vào kho tàng, bến cảng. Toàn bộ rừng ngập mặn, quanh năm không có nước ngọt ăn uống cũng là bài toán tính bằng xương máu. Anh em phải trèo ghe ban đêm, luồn lách tránh biệt kích, máy bay, đột vào các ấp chiến lược Bà Bông, Bảy Giả, vào Cần Thạnh, Lý Nhơn, chờ từng can, từng phi, nước giếng. Nếu gạo hết có thể nhịn được 5-3 ngày, chứ nước thiếu thì thật gay go. Về sau, địch biết rõ, tiến hành phục kích án ngữ các miệng giếng, bờ ao. Nhiều dòng máu chiến sĩ đã đổ để đổi lấy thùng nước ngọt. Vào thời kỳ căng thẳng nhất, không còn cách nào bám đất liền, đơn vị phát huy sáng kiến, lấy thùng phi nấu nước mặn, chảy ra từng giọt như kiểu nấu rượu. Cứ hai chiến sĩ nấu ngày đêm thì cũng đủ ăn uống cho một trung đội. Phải giữ khói, che lửa, đối với máy bay quan sát từ xa, hoặc dùng nồi nhôm nấu cơm lật ngược nắp đậy, bỏ vào trong một cái đĩa nồi nấu nước mặn, cũng có thể chống khát được qua ngày cho từng tiểu đội. Để bám trụ và đánh được giặc, theo chỉ tiêu trên giao, phải có lương thực nuôi quân. Trong lúc Nguyễn Văn Thiệu cứ gào thét, tử hình cho ai đem ra một ký gạo tiếp tế Việt Cộng, bọn Bình Định Phượng Hoàng bám sát các cửa ấp, người dân ra rừng đem theo bột ngô cơm cũng bị làm khó dễ, xét hỏi gắt gao. Nếu ở rừng rồng có thể đi đào củ chụp, củ mài, hái lá bép, rau tàu bay, như trung đoàn Q4 có lúc nhờ vào dãy chuối rừng hoang Hưng Nghĩa. Còn ở rừng xác, duy nhất chỉ có đọt cây trà là gai là ăn được. Dưới sông, nhiều tôm cua cá nhưng mà nấu ngót toàn cá, không có gạo ăn, chỉ ăn trông đói. Cao lắm là 2 ngày là chảy re, tức là tào tháo đuổi. Bộ đội phải nhờ vào số bà con cơ sở chí cốt dũng cảm, chấp nhận tù đầy khi bị lộ, dùng ghe vận chuyển từ Cà Mau, Bến Tre, Châu Đốc, đưa về mỗi lần hàng chục tấn gạo khéo ngụy trang bằng lá dừa nước đậy khẩm qua mắt địch, tìm con đường đi thuận lợi nhất, cả bố trí lực lượng yểm trợ, tác chiến từ xa. Nhiều lần hậu cần cấp trên rót tiền xuống chậm, phải vận động mượn vàng trong ấp, mua gạo nuôi quân,
phát động đơn vị thành phong trào thi đua bắt cua mua gạo. Được mấy ngày, có một du kích địa phương ra chiều hồi khai với rằng lập tức bọn tâm lý chiến chớp thời cơ cho trực thăng bay trên bầu trời phát loa inh ỏi: hỡi các cán binh đoàn 10, các bạn bị đói phải bắt cua đổi gạo, hãy ra chiêu hồi quốc gia. Nhờ bám vào dân và khéo tổ chức tuyến hậu cần nên qua thời kỳ ác liệt nhất chỉ phải ăn cháo đôi ba ngày, đơn vị hầu như chưa bao giờ bị đói. Là đơn vị thọc sâu, việc tiếp tế vật chất khí tài có nhiều khó khăn, phải vượt qua các tuyến án ngữ từ biên giới Campuchia về đến rừng sát. Với khẩu hiệu đề ra, có lệnh là đi, hoàn cảnh nào cũng đánh, đã đánh là thắng. Dù còn một khẩu súng, một viên đạn cũng tấn công. Trong phương thức tác chiến, đặc công xưởng có máy tiện, máy khoan trên sạp, đước xình lầy, khi địch càn phải giấu dưới sông. Thật vô cùng khó khăn. Anh em đã khắc phục sáng tạo sản xuất các loại DH-10, DH-5, mỗi trái, với 500 viên bi bằng những cây sắt phi 5 chặt nhỏ xù xì mà Mỹ rất sợ. Nguy hiểm hơn nhiều so với mìn Claymore từ Hoa Kỳ đưa sang. Một hôm có tiểu đội Mỹ da đen hành quân hàng dọc theo con lạch tiến công sở chỉ huy ta gần Bà Bông, Vũng Gấm. Chỉ chấm điện một trái DH-10 diệt gọn gần hết, mấy khẩu AR-15 bỏ lại chiến trường bị gãy nát. Hết thuốc TNT, C4, tổ chức tìm bom đạn lép, cũng may chiến trường sinh lầy. Hệ bom lép theo quán tính, chúng đều trồi lên trên mặt đất. Ta đem về cưa ra, lấy thuốc nổ sản xuất trái. Các loại kíp hẹn giờ 10-18 chê rô tiệp, cả đồng hồ hẹn giờ Liên Xô hiện đại vẫn chưa đảm bảo đúng thời gian, làm mất an toàn. Người chỉ huy và kỹ sư mày mò sản xuất thành công loại ngòi phèn chua hẹn giờ mà chiến sĩ đặc công Thủy rất tin tưởng, không bao giờ xảy ra nguy hiểm khi đánh. Mỗi khi ta đánh chìm một tàu hay pháo kích vào nội đô theo quy luật, địch tập trung phản ứng càn quét ngay tức khắc, nên tất cả đơn vị lúc này phải nấu cơm ăn đêm trước trời sáng, tránh khói lửa, ém nồi niêu chén bát dưới bùn sâu, chuẩn bị chống càn cho đến tối mịt. Khi máy bay mỏi cánh về căn cứ, pháo nóng nòng ngưng phần tử, tàu bộ binh cụm lại và màn đêm buông xuống, anh em mới leo lên sạp, quần áo ướt sũng, dưới đèn dầu kiểm tra lại chiến tích. Mỗi chiến sĩ đặc công khi xuất kích phải bơi lội dưới nước hàng 20 cây số, chân không đụng đất, phải ém lại dưới hầm bí mật ngập nước ở các gò Ô Môi, gò Bình Bác, xã Phú Hữu, Phước Long, chỉ nhờ duy nhất vào túi gạo rang mình tông nước, bọc ni lông dán bằng dầu mũi của Mỹ làm phao, cả thân chui vào chống lạnh chịu được từ 3 đến 5 ngày đêm mới rút về hậu cứ. Trong tay chỉ tự vệ bằng quả lựu đạn, cây dao găm, mấy miếng võ thuật sở trường, cổ đeo lủng lẳng chiếc ống thở để lặn sâu áp sát mục tiêu. Trong tác chiến, nếu có hy sinh là chuyện bình thường, nhưng anh em rất sợ bị thương, phải để cho đồng đội mang vác, điều động về tuyến sau trên sông nước, mà cũng không an toàn vì địch đánh phá quyết liệt. Nơi sình lầy, sông nước mênh mông, đã có 4 bác sĩ quân y liên tiếp hy sinh trong mấy năm bám trụ, các bác sĩ Giang, Luân, Quang Ba. Qua 10 năm bám trụ tại chiến khu rừng sát, trong điều kiện vô cùng khó khăn ác liệt, đoàn 10 đặc công đã đánh cháy và chìm hơn 500 tàu chiến các loại của Hải quân Mỹ Ngụy, nhận chìm đánh cháy gần 200 tàu vận tải quân sự từ 6.000 đến vạn tấn trên sông Lòng Tàu và các bến cảng, bắn rớt hàng chục trực thăng. Đơn vị pháo đặc công phóng đạn liên tục vào nơi xảo huyệt ở nội đô Sài Gòn, Gia Định, tiêu diệt hơn 1.000 tên địch, đa số là lính kỹ thuật, phá hủy 90% kho bom thành Tuy Hạ năm 1972, thiêu hủy hãng xeo, kho xăng Nhà Bè thiệt hại 250 triệu lít năm 1973. Trung đoàn được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang năm 1973, nhưng cũng phải chấp nhận hy sinh mất mát gần 800 cán bộ chiến sĩ, trong đó có gần 500 đồng chí chỉ còn tên trong danh sách, hài cốt bị chìm sâu dưới lòng sông hoặc là trôi ra biển cả. Cho đến bây giờ, hơn 20 năm trong hòa bình, qua cuốn phim Bông Hoa Rừng Sát, một số bài báo và hình ảnh có ghi lại đôi điều, cũng chưa thể nào nói hết được những gian khổ, ác liệt và hy sinh trong cuộc chiến đấu trên mặt trận sông nước sình lầy của quân và dân rừng sát anh hùng. Một chuyến gạo. Tang tảng sáng, nước lớn ngập tràn rừng sát mênh mông. Tiếng máy đuôi tôm, máy dầu rền vang trên sông nước, xen lẫn tiếng gõ be xuồng đều đều của dân vây bắt cá ở phía xa xa. Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng ban mai tỏa xuống,
trên những thảm rừng nước Trà Lạ Gai, gió mát rượi miền duyên hải. Có tiếng nổ đều của chiếc máy cô le quen thuộc từ xa vàng lại. Biên, chiến sĩ trinh sát bảo vệ sở chỉ huy ngồi hút thuốc dê trên sạp nước, nói với trung đoàn trưởng Lê Bảy. Đúng là tiếng máy của ông già em từ quán chim ra. Tiểu đội trinh sát của đoàn 10 đặc công này hầu như đã quen hơi tiếng của các loại ghe máy đi lại làm ăn trên sông Thị Vải, của ai từ đâu tới, loại nào F5, F10 cho đến Cô Linh Tông. Hễ khi nghe tiếng máy lạ xuất hiện, lập tức họ phân công nhau nổ máy đuổi theo kiểm tra. Đã có vài lần họ tóm gọn lũ tham báo ác ôn từ các ấp chiến lược An Thị, Lý Nhơn, cải trang thành dân, trà trộn đột nhập vào lõm sông nước giải phóng này. Tiếng máy cô le nhỏ dần, sau động tác nhấc bổng chân vịt, dụ máy 3 lần làm ám hiệu. Mũi ghe lường của ông Năm Mạt Cưa đã vào đến tận sạp ngủ của anh em cơ quan chỉ huy. Lê Bảy vui vẻ bước ra nắm dây mũi, cột ghe vào gốc mắm mà máy bay không tài nào thấy được. Chào anh Năm, chị Năm, à cả cô bé Cát nữa. Ôi chào chú Bảy, chú Tám, chào anh em, chào các cháu. Ông già nông dân ra sạm nắng có nét mặt chất phác, mặc bộ bà ba trắng ngả màu cháo lòng. Tay phải cầm chai rượu đế còn đọng bọt cườm trên cổ, tay trái xách bịch thuốc dê to tướng. Vừa chào hỏi vừa bước lên rồi ngồi xếp bằng tròn ngay giữa sạp. Chị Năm gọn ghẽ trong chiếc quần lãnh đen, khăn rằn quấn cổ, dáng người nhỏ nhắn, lấy từ giỏ mây ra bọc kẹo đậu phộng, mấy gói ruby, lạng thuốc dê và vài tập giấy quyển đưa cho Biên, con trai lớn, chiến sĩ ở đây. Còn cô bé Cát mới tuổi 12 đã là giao liên công khai, thường mang thơ từ Phước Thái lên một tiệm may giữa chợ Long Thành. Đó là trạm đầu cầu của hai nữ chiến sĩ nội tuyến đoàn 1, Hai Điệp và Chín Tiến. Trên sạp cao cách mặt nước lớn chừng 30 phân, quây quần với tiểu đội vệ binh là một gia đình ngư dân trí cốt từ ấp chiến lược nghẹt thở ra. Được gặp mặt anh em giải phóng, họ vui như chim sổ lồng. Bữa nay rảnh sao mà anh chị Năm ra sớm vậy? Lê Bảy mở đầu câu chuyện. Rảnh giang chi, có định chú Bảy tụi tôi ra liền. Nè chú thích không? Qua vịnh cây trường, đùng bọn cánh dây biệt kích Long Thành xét ghe, còn hỏi. Bộ đem rượu ra cho Việt Cộng dừng xác hả? Nhờ tôi lanh tay đem theo ốp nhang nói gạt đi là đi bà bông cúng cơm. Qua mặt tôi ác ôn nó gọn hơ. Chị Năm chen vô. Mẹ Cát lấy mấy con cua luộc rồi ra nhậu ít ly với mấy chú chứ. Anh Năm nhắc vợ. Dựa vào lời ra mặt hồng đỏ, họ kể chuyện dân, chuyện địch ngoài ấp, rồi chuyện trải lưới, thông báo tin chiến thắng đường 9 Nam Lào. Nước dòng xuống dần. Biên đã 3 lần lùi ghe vì sợ mắc cạn. Ông Năm vẫn tiếp tục. Uống nữa chú Bảy, không sao đâu. Hễ còn nước trong lòng lạch là tôi nổ máy chạy được. Lâu lâu mới gặp anh em, thiệt tôi không muốn về chút nào. Thôi anh em cứ vui tiếp đi. Nước sắp cạn rồi. Mời anh Năm bước qua, ta bàn chút việc riêng, Lê Bảy nói. Đoạn hai người bước qua sạp ngủ, cách đó 3 nhịp cầu Trà Là. Tôi biết chú Bảy nhắn ra là có việc cần, tôi sẵn sàng. Có chi chú cứ giao. Nói thiệt với anh Năm, gạo ăn cho toàn trung đoàn chỉ còn đôi 3 ngày. Trên sông nước mặn này, địch lại bao vây chặt các cửa khẩu, phong tỏa ngặt nghèo. Mỗi ngày vô vài 30 lít, có khi lính ta bị đói mất. Kỳ này nhờ anh Năm xuất tướng nghe. Cái gì trước công tác thì chú yên chí, cứ giao cho tôi. Ông Năm chậm rãi, hớp ngụn trà đậm, cuốn điếu thuốc dê bầu hàm bằng ngón tay cái, bật ống quẹt Zippo, hít hơi dài, nét mặt vẫn bình thản. Bữa nay vào ấp, anh đi ngay lên cai lậy, Mỹ Tho kiếm nhà anh Bảy dừa khô, nói dùng một câu. Đúng rằm tháng này, lên gặp tôi đi cúng đỉnh Phước Hòa. Có nói thêm gạo thóc chi không? Anh chỉ nói gọn vậy là hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không nói chi khác. Dặn ảnh bằng mọi giá không sai hẹn, tôi mong lắm. Lê Bảy chấm ngón tay vào chung trà, vẽ lên mặt bàn chỉ đường đến cai lậy, đi xe tới nhà cơ sở, hướng dẫn xử trí vài tình huống có thể xảy ra dọc đường, rồi họ chia tay nhau. Ông già nông dân không biết đến chữ nhất, lúc nào cũng cặp nách gói thuốc dê, đã nhiều lần ra vô Sài Gòn với nhiệm vụ mật mà mạng lưới công an mật vụ địch dày đặc không hề ngờ tới. Lần này, nếu không có 20 tấn gạo đến kho, thì toàn bộ chỉ tiêu tác chiến rờ giao, kể cả nhiệm vụ bám trụ rừng xác của đoàn 10 sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngày rằm tháng 7 công 3 theo quy ước là ngày 18 hôm nay, lật tờ lịch, Lê Bảy quay lại hỏi chủ nhiệm hậu cần Bảy Biên. Anh Bảy đã chuẩn bị người bốc gạo chưa?
định điều tàu và ụ nào. Báo cáo anh, sẽ huy động toàn bộ anh chị em hậu cần với quyết tâm và có khả năng giải phóng tàu trước nước dòng. Cho tàu vào kho 2, ta cầy móng kín đáo hơn, tuy gần địch nhưng bất ngờ. Phải có 20 tấn gạo để chúng mình dốc hết toàn sức lên tuyến 1, bám kho bom Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè, cả các mục tiêu như Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy. Bữa này nếu cơ sở không đến kịp thì gay go lắm. Thủy triều 2 ngày nữa là nghịch rồi, mất thời cơ cho đặc công thủy bám bàn đạp. Quay sang tổ điện đài, PRC-25 do Vui, Hùng vụ trách, Lê Bảy chỉ thị thêm. Báo cho các chốt B41, Ngã Ba, Đồng Chanh, Thiềng Liềng, Tắc Hồng, Thạch An và trên sông Lòng Tàu. Từ giờ cho đến lúc có lệnh mới, bám sát tàu tuần tiễu địch, tuyệt đối không được nổ súng. Chờ khi có tin hiệu tàu cơ sở ta vượt qua thì bằng mọi giá phải đánh bật các loại tàu Mỹ Ngụy ra, bảo vệ cho mục tiêu ta vận chuyển an toàn. Không khí sở chỉ huy căng thẳng. Mỗi người một việc đều tập trung theo dõi qua hệ thống điện đài để điều khiển tiếp đón chuyến tàu chở gạo, giống như một trận đánh trên sông Lòng Tàu. Chiến sĩ thông tin Hùng thổi phù phù vào ống nói điện đài 3 lần. Đại bàng nghe rõ trả lời. Ngỗng trời xuất hiện đúng kế hoạch, mặt lộ 15 yên tĩnh, tiếng đáp đầu kia. Sông rộng mênh mông, bàng ống nhòm, chốt tiền tiêu đã nhận dạng rõ một tàu vận chuyển chở khẩm lừ, đang rẽ sóng, lao từ cửa biển Vũng Tàu vào hướng sông Thị Vải. Đặc biệt, mũi tàu cắm hai lá cờ ba que mới nguyên, tung bay trước gió, trong lúc tàu hải quân Mỹ Ngụy răng răng dập dìu qua lại, đồn bót tứ bề, trực thăng đầm già, già qua đảo lại. Chính ủy Tám Lập vẻ mặt hiền từ, hộ ý chớp nhoáng với trung đoàn trưởng. Anh Bảy theo dõi ở căn cứ, để tôi lao xuống bàn thạch đón tàu, có gì, xử trí tại chỗ cho chắc ăn. Chiếc xuồng lường nổ máy, rẽ sóng, hòa vào tốp thuyền chài xuôi ngược trên sông, mặc cho máy bay trinh sát địch trên trời vẫn dòm ngó. Chiếc tàu mũi cuốt cao, đóng đúng kiểu đồng bào di cư, với cặp mắt sơn đỏ, trông thật, dữ dằn. Chất lớp lớp, ngang dọc, toàn lá dừa nước dằn cẩn thận, trên đống dừa tươi, vài trăm trái, nằm lăn lóc. Anh Bảy dừa khô, đội nón nỉ đen, kiếng đen, mặc sơ mi trắng ngồi ngất nghểu trong buồng lái trên mũi tàu. Hướng thẳng mũi vào quán chim Phước Thái, như là đem lá dừa nước vào đồi củi trở về Bến Tre như mọi khi. Sau khi vượt qua 4 chốt B41 bí mật cảnh giới trên sông Thị Vải, đến Vàm Phú Mỹ, tàu giảm tốc độ, dẫn quay mũi qua phải vào Tắc Trũng. Đi trước là chiếc ghe máy dầu nhỏ máy F5 chở đầy lưới. Có 3 người ngồi, thoạt nhìn tưởng là dân chài, nhìn kỹ thì ra 10 chuột, cán bộ cửa khẩu ngồi mũi, 3 Bạch Yến, phó ban hậu cần cầm lái. Tư Khuê, cặp cầu AK ngồi giữa, giống như tàu hải quân Ngụy dẫn đường cho tàu vận tải trên sông Lòng Tàu tiến vào cảng Sài Gòn. Quanh qua quanh lại 4 lần, vào sâu trong Hà Làng, tàu tắt máy từ từ cặp bờ êm ả, chui vào đoạn lạch khuất dưới lùm cây mắm đen. Lập tức hàng chục nam nữ chiến sĩ ào ra vui vẻ, thành thạo, nhanh nhẹn, bóc rỡ lớp lá dừa ngụy trang dày đến cả thước tây. Hai dân chiến sĩ có cánh tay khỏe nhất nói vui với chủ ghe. Chà, lúc này Bến Tre, lá hạ giá hay sao mà anh Bảy chờ đầy quá vậy? Vậy mà khi qua bót Bình Đại, thằng lính ác ôn đem chìa xăm gặp sông lá chen khít, khòng xuống tới gạo. Chuyến này chở tới 12 tấn, tôi phải mua dừa tươi dằn thêm để qua mắt tụi nó. Chưa chở lá sao lại khẩm lù? Anh Bảy dừa khô vui vẻ kể lại. Từng bao chỉ xanh 100 ký xếp đều, đầy ắp khoang. Các chiến sĩ bốc vác cứ hai người nâng một chuyến sang ghe nhỏ, đầy rồi nổ máy trở đi rất khẩn trương. Trong lúc đó, tai mọi người vẫn nghe tiếng còi ô tô trên lộ 15, thỉnh thoảng một loạt súng máy nổ rền, bởi kho gạo không xa bót địch là bao, và cũng không có chỗ nào kín hơn nơi vùng ven ác liệt này. Bên kia rạch, dưới mái ni lông của chốt cửa khẩu, Bảy dừa khô ngồi trên sạp, phấn khởi uống trà, báo cáo tường tận chuyến đi thắng lợi với ban chỉ huy đoàn 10. Tuy địch phong tỏa nguồn tiếp tế quyết liệt, sử dụng cả biện pháp tù đầy, thế mà 12 tấn gạo đến được với chiến khu ngập đầy sông nước quanh năm mặn đắng trong vòng vây phong tỏa tứ bề, thật là vô cùng quý giá. Chở gạo cũng coi như ngang với thuốc nổ. Bất chấp nguy hiểm tù tội, người dân yêu nước đã góp phần công lao không nhỏ cùng anh em tham gia đánh Mỹ. Đối diện với Bảy dừa khô là Lê Bảy, có thêm Bảy Biên, 6 Sang, tham mưu phó điều khiển cuộc bảo vệ vừa về tới.
Người chủ ghe kể rành rọt như thuộc lòng. Xin báo cáo lại anh Bảy và các anh. Được ông Năm Mạt Cưa báo tin, chuyển mật khẩu từ Mỹ Tho, tôi tốc liền xuống Bến Tre, ghé ăn gạo ở nhà máy xay chị Tư như lần trước. Thái độ chủ nhà máy thế nào? Lê Bảy cắt ngang. Anh Bảy nói rõ lại xem, nhất là những người chung quanh có quan hệ. Theo tôi được biết, chồng chị Tư làm nghề dạy học, nhà chỉ có máy xay sắt nhỏ. Chị đặt mua lá dừa ngụy trang giúp tôi. Với lại chắc chắn qua mấy lần ăn gạo, gia đình biết tôi chở cho anh em đảng mình nên thái độ vui vẻ, kín đáo, giá cả phải chăng. Vác gạo xuống ghe toàn là con cháu họ cả. Anh kể tiếp lúc vận chuyển dọc đường ra sao. Quay sang Sáu Sang, Lê Bảy dặn. Anh Sáu điểm đường đi trên bản đồ để đối chiếu với lần trước nghe. Dạ, lần này gặp hải quân ngụy một lần. Nó cặp tàu đòi xét. Tôi tắp luôn cho thằng chỉ huy 100.000. Nhưng nó lại bắt phải mua 2 phi dầu tình nghĩa. Qua bót Lý Nhơn như thường lệ, tôi cặp giấy bạc 500 vào giấy phép vận chuyển. Nó đóng một cái cộp liền hả? Mà thiệt rồi, nó gửi 2 tên lính quá giang say mềm, mình lại phải lai dai với tụi nó hơn lít. Tính sẵn trong bụng, êm thì thôi. Còn giờ quẻ, tôi và thằng nhỏ, 2 cha con phân công rồi, đủ sức, dứt luôn cho nó trôi sông, bỏ đứt luôn con đường này. Anh cua tay kể tiếp. Chà, lần này qua bót Đồng Hòa chi khu Quảng Xuyên, cần giờ căng quá. Gặp thằng thiếu ý mới đổi, ác ồn quá cỡ, đòi tốc ghe lên nghi là chở gạo. Nó điểm huyệt, mình chúng nghi, nói ghe chở gạo cho Việt Cộng chưa lá gì mà khẩm tới be gió. Tôi tưởng mắc cạn rồi, phải mời đi uống cà phê đút nhẹ 20.000 vẫn không êm, sau nâng lên 50.000 qua tay một tên khác mới chịu nhận. Hớp qua ngụm nước, anh kể tiếp. Qua bót bà Nghĩa thì lại ngon, tên xếp bót rủ tôi lên nhậu, tôi chuẩn bị sẵn cho y gói khô mực. Nó ghé tai khoe nhỏ. Rượu này là toa rượu Bác Hồ bổ lắm. Tên này chắc có họ hàng gì đó tham gia cách mạng nên thái độ coi bộ dễ chịu. Nói chung đường đi nhiều khó khăn cũng hồi hộp lắm. Tôi chuẩn bị con bài sẵn 200.000 đây, có gì đắp luôn vào miệng nó. Với lại, nguy hiểm gì thì nguy hiểm, chứ để anh em mình đói thì đâu có nỡ. Nhất là ở cái xứ rừng xác này không có một củ mì, củ chụp gì ráo như rừng rồng, chẳng có thứ gì ăn đỡ đói được. Lê Bảy suy nghĩ, lấy bút chỉ đỏ vẽ lên bản đồ đường đi tàu gạo rồi nhẹ nhàng kết luận. Chuyến này anh Bảy làm ăn như vậy là khá, xử trí dọc đường chót lọt hết. Nhưng phải tính tới cái bót Đông Hòa với tiền thiếu ý mới, nó đã đánh hơi rồi đó. Tôi có ý kiến thế này, nước tới anh về, chờ chuyến lá dừa, chất dừa tươi như cũ thật là khẩm. Không chờ gạo, chịu lỗ một lần đi không, gặp tàu ngụy thì liệm dừa tươi làm quen, hút dầu của nó. Đút lót chút chút cũng được. Đặc biệt tên thiếu ý áo ôn, khích cho nó ra lệnh khui ghe, cứ neo đôi ngày không sao. Xong anh vuốt lưng cho thêm một mớ, mát ruột, nó tin là anh buôn bán thật thà, không phải Việt Cộng, để mua luôn khúc sông này, dáng tranh thủ anh em binh sĩ trong đồn. Anh nói phải, chớ cái bót này nhất định mình còn phải đi qua dài dài, không có con đường nào né được, bảy dừa khô chen vô. Còn cái bót bà Nghĩa hôm về, anh ghé tặng vợ sếp bót vài bao cám. Anh Ba Yến, bà bác sĩ Tư Tiến, đưa theo lít rượu, thuốc uống với anh ta. Anh nói nhỏ, đây mới là toa thuốc Bác Hồ chính hiệu. Nếu anh ta hỏi ở đâu có, thì anh trả lời sao cho trôi. Lê Bảy gợi mở. Dễ thôi, tôi nói đi buôn qua vùng giải phóng, mấy ông Việt Cộng cho. Với lại xem qua cách anh này không chống đối ta hoặc lính kiểng, hay ít nhất cũng có cảm tình với cách mạng, chứ không ghét kháng chiến. Tính toán đường đi vậy thôi, Lê Bảy chuyển sang ý khác. Các anh hậu cần đề ra nhiệm vụ tới đi. Trần Biên, trưởng ban hậu cần, ghi một dọc các món cần thiết, dặn thêm. Chuyến tới ngoài gạo, anh ráng chạy thêm 500 lố pin điện đài, có được pin PRC-25 nhà binh thì hay hơn. Như kỳ trước vậy, 2.000 mét vải ni lông, 500 đôi giày bắt cua cao cổ anh em rất cần để lội sình tác chiến, chống gai trà là, dễ nước và 200.000 thuốc tây, nhất là máu khô và nước biển cho thương binh. Kế hoạch này anh Bảy nhắm kham nổi không? Bóp bóp chán suy nghĩ, chủ ghe trả lời. Chà, khó nhất là pin nhà binh và thuốc tây, phải chạy nhờ anh em sĩ quan ngụy cảm tình giúp một tay. Còn giấu trong gạo thì cũng vậy thôi. Loại hàng quốc cấm thuộc nhà binh thì ở tù ngang như gạo. Nói chơi vậy, chớ các anh yên chí, dễ gì phát hiện được ghe tôi. Mình cũng phải trăm phương ngàn kế. Với lại lúc này mình đánh mạnh khắp chiến trường,
tinh thần tụi nó xuống dữ lắm, thuận lợi cho việc làm ăn nhiều của bà con. Họ tiếp tục thêm chuyện thời sự, tình hình Mỹ ngụy thua to, lòng dân vùng bị chiếm đóng luôn hướng về cách mạng. Anh Bảy dừa khô sai con ra ghe, xách vô hai con vịt quay, của vợ vái cúng thiên địa. Anh chị em khuất mày khuất mặt phù hộ cho chuyến đi an toàn, cùng can rượu nếp than bồi dưỡng anh em. Nhìn mức thủy triều xuống thấp, Lê Bảy gút lại. Chuyến gạo này chót lọt, nhờ anh Bảy khôn khéo, luồn lách giỏi, giữ đúng thời gian hợp đồng theo mật khẩu. Anh Bảy về nói lại với gia đình thân thuộc. Anh chị em quân giải phóng rừng xác tụi tôi gửi lời thăm hỏi với lòng biết ơn. Nhớ nhắn dùm anh Sáu Ăn Chay, anh chị Tư Mập, ông già Ma Du, báo cáo các ghe kia cũng sẵn sàng nhận thông tin tháng tới. Anh nhớ đóng cho được cái dấu tỉnh Phước Tuy để về Mỹ Tho khỏi bị làm khó dễ. Họ bắt tay, ôm hôn nhau, rồi cho ghe nổ máy rẽ sóng trong lúc trực thăng đầm già liên hồi soi mói trên đầu. Rừng nước thấm đậm màu xanh, sông nước vẫn cứ mênh mông phẳng lặng, dường như cũng vui lây với chiến sĩ đặc công rừng xác, cùng với cơ sở chiến thắng sau trận đánh thầm lặng này. Đến bây giờ, Lê Bảy cũng chưa biết rõ tên thật, nơi ở chính xác của những người con yêu nước đó. Những cái tên Bảy Dừa Khô, ông Ma Du, ông Sáu Ăn Chay chỉ là tên tự đặt ra để che giấu đề phòng bị lộ. Họ chỉ cộng tác với nhau bằng niềm tin yêu của tấm lòng yêu nước, cùng nhau chống giặc ngoại xâm. Xấu dữ, rừng xác. Chiến khu rừng xác, một vùng đất ngập mặn, sông rạch chằng chịt, thủy chiều lên, chỉ nhìn thấy mênh mông sông nước hòa lẫn trong thảm nước xanh. Con sông Lòng Tàu uốn khúc nối liền Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là căn cứ của trung đoàn 10 đặc công bám trụ suốt thời kỳ đánh Mỹ ở hướng đông nam Sài Gòn, Gia Định. Đơn vị lập được nhiều chiến công về nhận chìm tàu giặc đủ loại. Cán bộ chiến sĩ đặc công thủy luôn phải lặn hụp ngày đêm trong sông nước. Muốn đánh được một trận tại bến cảng thì chân phải không đạp đất, bơi lội hàng mấy chục cây số, phải chịu đựng ác liệt với tất cả các loại máy bay tàu chiến, kể cả B-52 dài thảm và các cỡ pháo nòng ngắn, nòng dài. Chưa đủ, đơn vị còn phải lo đối phó với một loài cá dữ không kém phần gay go nguy hiểm là cá sấu rừng xác. Trong một lần hành quân bằng xuồng đến ngã ba Thiềng Liềng lúc ban đêm, một tổ chiến đấu đang vượt sông thì biệt kích Mỹ trên bờ bắn xối xả. Anh em phải đạp xuồng, lặn sâu, thoát khỏi vòng vây của lưới lửa. Chiến sĩ Nguyễn Đức Trương bị một con cá sấu lao tới, nhe hai hàm răng nhọn, hoắt quạt vào bên vai phải chìm xuống sâu. Với phản ứng tự nhiên, anh dùng tay trái còn lại sờ soạng với hết tầm tay, gặp phải mắt nó, anh móc mạnh vào, có lẽ sấu bị nhột nên thả con mồi ra. Trương trồi lên mặt nước, thở hơi dài, lập tức lại bị nó lao đến lần hai, gắp vào vai trái lôi đi. Anh hết sức bình tĩnh, nhớ đến cây dao găm, một kỷ vật của ông bố ở Nam Định trao cho khi bắt đầu vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Rút dao ra khỏi vỏ, dùng hết sức mạnh còn lại của bàn tay phải đâm một nhát vào mắt nó, vọt máu tươi. Sấu đành nhà con mồi lặn mất. Anh cố sức bơi vào bờ, trườn lên bãi nằm bất tỉnh. Ngay trong đêm khi ngớt tiếng súng, đồng đội tìm được anh, dùng chiếc xuồng chèo với thêm 3 dầm hỏa tốc lướt nhanh về bệnh xá trung đoàn ở sông Thị Vải. Mãi 4 tháng sau, Trường mới ra viện với nhiều vết sẹo do răng sấu kéo dài trên thân thể. Trên sông Ông Kèo, trung đội trưởng Khét, quê ở Long An, cùng một chiến sĩ đang lội dưới nước kéo cá cải thiện cho đơn vị. Một con sấu từ khúc quanh của vịnh Hàm Đứng lao tới quật đuôi ngang, gắp Khét đi, chưa kịp kêu lên tiếng nào. Chiến sĩ bảo vệ trên bờ chỉ còn biết bắn mấy loạt AK cảnh cáo theo dòng nước. Một tổn thất bất ngờ của đơn vị. Cũng trên đoạn sông này, trung đội trưởng Nghĩa, một chiến sĩ đặc công thủy bơi giỏi như rái cá, đã từng bị tàu quét mìn lôi vướng vào răng cào, vẫn tìm cách thoát ra, còn cướp được khẩu AR-15, giết 3 tên giặc phục ở ngã ba Đồng Tranh. Một hôm, anh nhận được lệnh của trung đoàn, mang bọc tiền và câu văn hỏa tốc vượt sông Lòng Tàu qua khu B. Vì chiến trường chia cắt ác liệt, nếu đi bằng thuyền thì không qua nổi tàu tuần tiễu án ngữ dày đặc, đã có nhiều đồng đội thương vong, nên đơn vị quy định phải bơi sang để đảm bảo an toàn. Như thường lệ, sau khi bắt tay đồng chí tiễn mình ra tận bờ sông, Nghĩa bình tĩnh, ung dung xuống nước thi hành nhiệm vụ, nhẹ nhàng bơi sải dài trên mặt sông. Bỗng một con sấu không rõ lớn cỡ nào lao thẳng vào, gắp ngang người, chỉ nghe tiếng quậy nước và rồi im lặng.
anh đã mất hút trong đêm thanh vắng. Sau 3 ngày tìm kiếm, chỉ vớt lên được sợi dây thắt lưng to còn nguyên vẹn gói bạc, tài liệu và một chiếc bình to, lại thêm một tổn thất đau lòng, đơn vị mất đi một anh hùng sông nước. Trong một trận đánh tàu ở khu vực Độ Hòa trên sông Lòng Tàu, khi rút về bị máy bay truy kích quyết liệt nên lạc đội hình, một mình đại đội phó Lương Đình Mướt với cây chà là nhọn vác trên vai để sỏ mang con cá chép to tướng vừa bắt được. Đến bờ sông Đồng Tranh, nhìn bên kia là căn cứ của đại đội 5 của mình, anh từ từ xuống nước. Đặc công thủy mà lao xuống sóng nước thì cũng như người đi dạo bước vào vườn hoa. Vừa ngập đến đầu gối thì một con cá sấu với cả mắt đỏ lử lao thẳng tới, hai hàm răng sắc nhọn quặp ngay vào đầu gối. Tiện tay anh đâm thẳng vào mắt nó, không rõ vì đau hay vì đã gắp được con cá chép tuột ra nên nó lặn mất. Nhưng Mướt bò lên bờ chân đau nhất, máu ra đầm đìa theo vết răng, vết thương sưng to phát sốt ngay và nằm mê man bất tỉnh giữa rừng chà là rậm rạp. Có lẽ hàm răng nó dơ giấy đầy chất độc đã gây nhiễm trùng cho vết thương. Ở đơn vị, anh em bùa ra đi tìm 2 ngày không thấy Mướt đâu và đã điện báo về trung đoàn chuẩn bị làm lễ truy điệu. Qua ngày thứ 3, dần dần tỉnh lại, nghe được tiếng chuông nhà thờ ngân vang hướng lộ 19, quận Nhân Trạch, anh mừng rỡ biết mình còn sống. Không còn cách nào khác hơn, và cũng may, có một chiếc bình tâm cỡ lớn của tàu Mỹ bị đánh chìm trôi giạt vào bờ. Anh nắm lấy làm phao hỗ trợ cho một chân tê đau nhức. Cũng phải dợn mình từ từ xuống nước lội đứng nhẹ nhàng vượt sông về đơn vị. Một mình mang điện khẩn từ sở chỉ huy lên tuyến tiền phương Ông Kèo, chiến sĩ vệ binh 10 mót, lái chiếc xuồng máy Cô Lè 4, ban đêm trà trộn với dân trải lưới vượt qua Bót, Vũng Gấm. Khi vừa đến Vàm Rạch Lá, đụng ngay hỏa lực tới tấp của biệt kích Nhà Bè Mai Phục. Anh đạp ghe máy, lặn xuống nước mấy hơi, qua khỏi vùng lưới lửa, thì con sấu từ đâu lao tới gắp ngay vào đùi, định tha giỡn với con mồi, cho đến khi tắt thở mới ăn thịt. Nhớ ngay đến kinh nghiệm Đức Trương đâm mắt cá sấu thoát nạn, nhưng anh lại không có dao găm, chỉ còn cây đèn ngoéo, loại đèn pin nhà binh, dắt ngang thắt lưng, tiện tay ra đút thẳng vào miệng nó đang mở rộng. Có lẽ cá sấu vướng cổ, tạm thời nhả mồi ra. Mướt vớ ngay được canh bần xòa mặt nước, níu lấy, trườn lên bờ. Thế là, sau 2 tháng nằm viện điều trị, anh về còn rõ mấy vết răng kéo dài bên đùi phải. Trước tình hình phải đối phó với loại sấu hung dữ đã quen mùi thịt người này, anh em rất căm tức và cũng có phần hơi ngán ngại vì không biết chúng có mặt ở chỗ nào. Nhiệm vụ đặc công là phải lao xuống nước đi tìm tàu giặc nơi bến cảng. Ban chỉ huy đoàn phát động đợt thi đua đánh trả cá sấu. Đại đội 14 mua ngay một con vịt bầu béo mượt, cặp hai bánh thuốc nổ gắn kíp liền với dây trên bờ vào bên đôi cánh, thả cho vịt lội bập bềnh trên mặt sông Ông Kèo. Đến nửa đêm, con sấu mò tới gắp ngay miếng mồi bơi đi. Một tiếng nổ ấm vang trong đêm đen, dòng máu loang ra, nó bị chìm sâu. Luồng nước chảy xiết đã cuốn đi theo một thằng giặc dữ. Mãi về sau này, dân phát hiện ra một cá sấu trôi giạt và tan rã ngoài sông xa. Từng tổ mới phân nhau đi lục tìm những bầy sấu con nở trứng trong các hố bom đìa B-52. Vừa lớn khoảng cườm tay, chúng táp hỗn như là chó cón. Anh em có sáng kiến cởi quần dài, quấn vào cánh tay cua qua cua lại ở hố bom. Sấu con háu đá lao vào cắn, răng sữa nhọn dính ngay vào vải. Bắt lên từng con một đem về kho nghệ. Tiếc là thịt của chúng còn nhão, ăn chưa ngon, nhưng mà cũng được bữa cải thiện. Đã diệt thì phải diệt từ trong trứng, tìm ở các bãi sình lầy. Có hôm đại đội 12 hốt gọn một ổ hơn 30 quả, hình dáng như hột vịt hơi tròn hơn và nhỏ hơn. Khi nấu chín, lòng trắng vẫn bầy nhầy, không bao giờ đặc, ăn vào rất béo. Sau bữa tiệc, nhậu trứng sấu với rượu đế, anh em giành lại 6 trứng tôi đó, tổ chức đột ấp chiến lược cuối thành. Đến có cửa từng nhà như ông Năm, bác Tám, chú Sáu, những gia đình cơ sở hậu cần của đơn vị thân tặng món nhậu đặc sản. Ông Nam vui vẻ nói, tao sống ở đất Ông Kèo này cả đời, vậy mà chưa từng thấy được trứng sấu, cảm ơn mấy thằng con giải phóng. Một buổi sáng tinh sương, trung đội phó Hùng từ căn cứ vác khẩu súng AK đi tuần tra qua tắc Bào Thai, dọc theo sông Ông Kèo, đề phòng biệt kích Nhà Bè vào quấy phá. Anh dừng lại vào tắc Say Lúa, nơi cách đây mấy tháng, một tiểu đoàn biệt động quân ngụy hành quân qua. Một chú lính đi sau cùng, níu cành cây, thả chân quậy nước, rửa sình. Bất thình lình con sấu phục đâu sẵn,
Và cũng có thể ngay vào nơi ở dưới bờ hầm của nó, quật đuôi ngang một cái, chú lính văng xuống sông rồi mất hút. Và cách đó mấy trăm thước, một phụ nữ trong ấp chiến lược lộ 19 xuống bắt cua, lội ra tắm ban ngày, chỉ nghe một tiếng quậy nước rồi mất xác. Hùng đang miên man suy nghĩ về con thu dữ này trên sông nước ông kèo rạch lá, thì bỗng anh dừng lại kho mình, nhìn vào gốc bụi trà là rậm rạp. Sợ mắt mình mờ, anh đưa tay áo rụi rụi mấy cái, nhìn kỹ lại là con cá sấu dài khoảng 5-6 mét, da mốc xù xì như khúc gỗ mục, đang đói mồi nằm im phục kích. Không chần chừ, anh mở khóa an toàn, đưa đường ngắm lên, siết nguyên băng đạn. Cá sấu từ từ lặn xuống mép rạch, đầu chìm sâu vẫn còn lại khúc đuôi. Không để cho nó thoát, Hùng buông súng, lao tới hai tay nắm chặt, miệng cắn phụ, lần lưng rút chốt lựu đạn, ném vào đầu, ghim sâu dưới nước, nhưng không nổ, không thấy sấu phản ứng. Về sau mới biết xương sống nó bị trúng đạn. Anh ném thêm quả thứ hai, bị kích động, hai trái cùng nổ, tung tóe nước. Một tiếng rền vang, ầm cả khu rừng. Đại đội trưởng Ngọc ở nhà nghe tiếng súng và lựu đạn, tưởng là đụng biệt kích, lập tức cho tổ trinh sát bám ra, thì thấy Hùng vẫn ghi chặt đuôi sấu, thêm chiếc lưỡi lê nhọn xuyên ngang tạo thế. Anh em vui mừng đưa ngay chiếc xuồng bé nhất ra, không làm sao dìu nổi sấu lên ghe. Sau phải nhận chìm, đưa sấu nằm gọn vào, rồi tắt cạn nước trở về căn cứ. Cả đại đội tập trung, dao, búa, xẻ thịt, lột da treo đầy vách lá, cả trên giường ngủ. Riêng cái đầu phải hai người khiêng mới nổ. Trinh sát đem ra sông rạch, cái bao tử xem có gì. Thì hóa ra, một con heo rừng con vừa bị nuốt, và còn cả một mớ tóc đen khi ăn thịt người chưa tiêu hết, quyện cùng mớ lưới dây răng cá. Anh em lấy ghe máy cắm cờ ba que ngụy, công khai chở thịt đi phân phối đến các chốt tiền tiêu rạch Tràm, Bà Bông, Tắc Trũng, cả trung đoàn được bữa ăn ngon. Thịt cá sấu già ăn dai và ngọt giống như thịt heo rừng, nhưng điều phấn khởi là đã đánh trúng được thằng giặc không tên này trả thù cho đồng đội. Câu chuyện cá sấu rừng xác gắn liền với cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng. Trung đoàn đặc công anh hùng phải đối đầu với quân thủ tàn bạo và cả cá sấu hung dữ, chấp nhận hy sinh tổn thất và mất mát để giành thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp. Kết thúc một cuộc chiến tranh chống xâm lược, về phần những người lãnh đạo chỉ huy vẫn còn phải suy nghĩ về đồng đội của mình đang còn mất tích hài cốt, chưa lo trọn vẹn. Và cũng phải chấp nhận những tổn thất, mất mát chìm sâu dưới lòng sông, trôi ra biển cả. Chẳng những ở trên khu rừng xác này và cả trên các trận địa núi rừng khác của khắp chiến trường, người ta không thể nào đếm số lượng nấm mồ hoặc túi ni lông người chết ở nghĩa trang để đối chiếu cân bằng với sổ sách quân lực khi điểm số lúc hành quân khởi đầu cuộc chiến. Ngày 25 tháng 9 năm 1992, Đại tá Phó Chỉ huy trưởng tỉnh đội Đồng Nai, nguyên là Trung đoàn trưởng đoàn 10, trong một dịp tiếp xúc với 4 sĩ quan quân lực Hoa Kỳ phái đoàn MIA tại khách sạn Đồng Nai, theo yêu cầu của đoàn, muốn tìm tin tức về hài cốt của hai lính Mỹ mất tích tại chiến trường rừng xác. Sau khi xác định ở hai tọa độ thuộc Bình Khánh và Tắc Hồng, vị đại tá đã nhìn nhận đơn vị đặc công đã đánh chìm hai tàu tuần tiễn, trong đó có hai anh bạn Roger và Verover. Cả hai người này đều tử trận, không phải mất tích, và cuối cùng đã chìm sâu dưới lòng sông, hoàn toàn không còn hài cốt. Ông cựu trung đoàn trưởng này cũng đã phát biểu thêm với các thành viên đoàn MIA. Chúng ta rất đau lòng về những hài cốt chưa tìm thấy. Lương tâm và trách nhiệm của người quân nhân, phía chúng tôi cũng rất day dứt là đơn vị bám trụ 9 năm ở rừng xác hồi chiến tranh, chấp nhận hy sinh hơn 800 người, và cho đến nay chỉ mới tìm đưa về nghĩa trang được hơn 1/3. Còn về phía các ông, là người chỉ huy chiến trường, tôi biết rất rõ ràng, trên mấy trăm tàu chiến bị đánh cháy và chìm, mà các đơn vị tham chiến bị tổn thất, thì ít nhất cũng mấy trăm người thiệt mạng nơi rừng xác. Sự mất mát đó, tôi tin là các ông chỉ có đủ tên trong sổ sách, còn thực trạng thì là người lính chiến. Chúng ta hiểu rằng ở đặc điểm chiến trường mênh mông sông nước này, nhiều sinh mạng sau khi tử trận đã phải làm mồi cho cá sấu hoặc trôi ra biển cả, không thể nào tìm được. Nếu nói con số hơn 2.000 mà phía các ông đang tìm, thì tôi xin phép được đề nghị phái đoàn nên báo cáo lại với ông Bush, đương là Tổng thống Hoa Kỳ, nên trừ bớt đi. Con số có thể là trên dưới 500 của riêng chiến trường này mà tôi đã đảm trách 10 năm trước ngày hòa bình lập lại.
Việc cá sấu quen ăn thịt người cũng như là cọp ba móng miền Đông thời kỳ đánh Pháp, chúng là loại thú dữ không hề biết ai là bạn, ai là thù. Anh em chiến sĩ đặc công rừng xác đã lập được chiến công trong việc diệt cá sấu để bảo vệ mình, ít nhất cũng đã ghi lại đôi điều kỷ niệm với lịch sử câu chuyện về cá sấu mà sau này có thể sẽ không bao giờ còn hoàn cảnh cụ thể nào lặp lại những sự kiện đau lòng này.